Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của nhà vườn Hải Đăng. Các bạn có nhận ra cây gì đây không ạ? Nhìn rất là quen đúng không? Đây là cây trầu không, cây giống trầu không các bạn nhé. Cây trầu không để trồng leo lên cây cau thì làm cái tiểu cảnh sân vườn này, vừa trồng để sử dụng để thắp hương ngày lễ Tết, cúng rằm, ăn trầu. Thì lá trầu và quả cau thì từ xa xưa đã gắn liền với người dân Việt Nam. Người xưa thì có câu là miếng trầu là đầu câu chuyện. Tháp trầu cau chính là mâm lễ vật không thể thiếu trong nghi thức cưới hỏi của dân tộc ta. Thì ngoài việc sử dụng lá trầu không để ăn trầu, thì người dân Việt còn sử dụng lá trầu không là một vị thuốc dân gian để chữa các bệnh như là táo bón này, làm thuốc giảm đau, chữa ho, viêm phế quản, trị lâm ngứa, nước ăn chân và khử trùng. Cây giống như trầu không mà vườn Hải Đăng cung cấp ra thị trường đó là cây được trồng trong bầu ươm với cái chiều cao tầm khoảng 20 đến 25 cm. Cây thì khá là dễ trồng. Khi các bạn mua về thì các bạn chỉ việc cắt bỏ cái bầu ươm. Các bạn lưu ý là chúng ta không làm vỡ cái bầu ươm bên trong. Đó, xong người ta trồng trồng chậu này, trồng vườn đều được. Cây giống thì rất là khỏe mạnh. Nói chung là cũng không phải phân bón chăm sóc nhiều đâu các bạn nhé. Số điện thoại 0966 463 9 0972.